thì tôi phái là con dâu cũng như là bô lô ba la vậy đó. Tôi cái miệng tôi cũng nói tối ngày lắm, giỡn người hết khác vậy đó, là cũng như là mẹ chồng với con dâu là cũng như đặng mình biết. Hay là không, mà nếu con dâu mà cãi lại là tôi khóc, tôi cái mạng tôi vậy á. Có nói lần nào chưa? Có. Tôi thì tôi hơi buồn, tại tôi cưng thì tôi buồn ấy, tôi nằm ấy tôi khóc, tôi nó không biết nó có thương mình không, mình mình thương con quá mà con không biết nó có thương không. Chuyện... tôi tại vì tôi nghèo lắm, trong lương tâm tôi cắn rứt dữ lắm. Tôi mới than với chị nó với anh á, giờ em con nó vậy rồi mẹ không có tiền, giờ tụi con nó ráng phụ cho mẹ. Mẹ sự thật đó là không bỏ nước màu với không bỏ bột nghệ là tôi ăn không được, nhưng mà con tôi nó làm thì tôi cũng ăn luôn. Nhưng cô biết nấu ăn không? Tôi cũng dở lắm, tôi nấu ăn dở dữ lắm, tôi cũng không biết nấu nữa. Vậy nên mới là nấu sao ăn vậy đó. Thì nấu sao ăn vậy đó, dở lắm, sự thật thì đâu có chê. Là nói chắc con mua cho mẹ mà mẹ không bận gì cho chị gì. Buồn không em gái nè? Có, mua về mà mẹ không cứ bận. Rồi xong cái em thấy mẹ không bận thôi em mua nữa. Rồi từ đó 5 năm nay không mua gì luôn. Thì đúng ra cái Tết đó là cho tiền mẹ rồi mẹ tự mình muốn gì đó mẹ mua đi chứ con không mua nữa. Lấy vợ cho con sớm quá vậy? Nó đi làm chung rồi nó cũng như nó cũng có ý chỉ, nó quen nhau á, rồi nó dắt về nhà thì tôi cũng không nghĩ là con dâu của tôi, tại vì tôi nghèo lắm, trong lương tâm tôi cắn rứt dữ lắm. Tôi mới than với chị nó với anh á, giờ em con nó vậy rồi mẹ không có tiền, rồi tụi con á ráng dưới quê á, người ta cũng như làm cái kiểu đó người ta cười, người ta nói như hai ba đứa con mà làm đám cưới quê lắm đó. Ồ, dưới quê một vài người thôi, giờ người ta hiện đại lắm rồi. Dạ. Người ta có con xong thậm chí con lớn lên rồi con sẽ cầm cái váy cho mẹ đó. Chuyện nó bình thường cô, nhưng mà có hai đứa con rồi hả? Dạ. Bây giờ tổ chức đám cưới cũng đâu có nhiêu đâu. Thôi mà ngại lắm. Bây giờ tổ chức chương trình tổ chức đám cưới cho nè, được không? Anh tài trợ nè. Wow, nhận liền chị. Đó, đơn giản thôi mà. Nè. Đâu, chú tài trợ gì chú nói luôn nè. Thì giờ muốn đám cưới đâu nè. Em giờ em nói với chồng em đi, nó Quyền Linh tài trợ. Đó. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Hay quá. Đây là cái lời mời đầu tiên trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, là hơn 100 cặp rồi. Chị phải nhận đi, nhiều khi đó là cái lộc của mình. Con nhận đi, chịu đi cho mẹ vui. Đó. Mẹ ao ước dữ lắm. Ao ước đó. Cho được con dâu mà được mặc áo cô dâu đồ là mừng. Chị cho em hỏi chút xíu nha, chị có nhớ cái ấn tượng đầu tiên khi chị gặp mẹ chồng của chị không? Dạ có. Lúc mà mới về nhà mẹ vui lắm, mẹ nói nhiều lắm, mẹ hỏi tùm lum tùm la tùm lua. Nói chung em thấy mẹ là lúc đầu mà về là thấy mẹ dễ tính, dễ gần. Rồi khi mà về làm dâu rồi là mình có gặp khó khăn gì mới ngày đầu không chị? Lúc mới về em ngại lắm, em không dám kêu mẹ, không dám kêu ba nữa. Con đi làm vậy. Nó không có nói mẹ rồi coi ba con đi làm. Cũng vài lần xong rồi cái em quen em kêu. Cô thấy con dâu mình làm dâu mình vừa lòng không? Vừa lòng. Nó nấu nướng gì tốt không? Nấu nướng thì con dâu tôi nó nấu sao tôi ăn vậy. Thí dụ như trong mình nó kho cá mình bỏ chút xíu nước màu cho nó hơi đen đen. Còn ở ngoài ngoại á, là nó nói ngoài con á, nó về nó cũng kể, nó nói ngoài con kho nhiều khi kho không có nước màu hay là hoặc bỏ bột nghệ. Sự thật á, là không bỏ nước màu với không bỏ bột nghệ là tôi ăn không được, nhưng mà con tôi nó làm thì tôi cũng ăn luôn. Nhưng cô biết nấu ăn không? Tôi cũng dở lắm, tôi nấu ăn dở dữ lắm, tôi cũng không biết nấu nữa. Vậy nên mới là nấu sao ăn vậy đó. Thì nấu sao ăn vậy đó, dở lắm, sự thật thì đâu có chê. Nó đi mà về mệt mỏi thì tôi ở nhà nhiều khi quần áo cơm nước rồi làm sẵn luôn. Rồi con về cái dọn cơm ăn xúm chích vậy mà mẹ vui dữ lắm. Chứ không có nói đợi con dâu dọn cơm cho mẹ ăn hay là đồ của mẹ con không giặt này, không có. Chừng nào mẹ già mẹ làm không được rồi tụi con làm sao làm. Đó, bây giờ thì để cho mẹ làm. Mà mình ở nhà hai mẹ con mình hợp nhất điểm nào chị? Sáng mẹ đi chợ về em làm đồ ăn nấu cơm vậy đó. Có khi tôi kêu tôi nói thôi con đi chợ đi con nha, mẹ đi chợ sao hà tiền quá à, con đi đặng hà tiền lên chút. Nói thôi mẹ mua gì ăn đấy. Chuyện ăn mặc rồi hai mẹ con có hợp nhau không? Ăn mặc thì cái ý của tôi là tôi phái con dâu tôi nó sửa sẵn lắm, nó mà có tiền thì cứ sửa sẵn, còn mẹ sao kệ mẹ. Đi ra đường người ta nói con dâu bà đó đẹp ngon rồi là tôi hài lòng. Còn hồi đó nó có mua cho tôi là hai cái áo, hồi xưa anh về á, là cũng đâu khoảng cũng 5 vài năm, mà sự thật là nó mua cái màu hơi sáng, rồi cái tôi mặc vô á, nó kỳ kèo quá, nó gắn ba cái này nè, tôi mặc tôi kỳ quá đi, rồi cái tôi cho chị hai nó Rồi từ đó tới sau không biết nó có buồn giận gì không, là con có buồn gì không, lát con nói cho mẹ nghe. Chứ giờ nó không vui luôn. Nhưng mà cô không thích cô nói với chị nghe không? Không, không nói luôn nữa. Rồi đi trò vậy hả? Ơi, đúng rồi, người ta vậy tưởng là theo tôi nghĩ là nói chắc con mua cho mẹ mà mẹ không bận thì cho chị gì. Buồn không em gái nè? Có, mua về mà mẹ không có bận. Rồi xong cái em thấy mẹ không bận thôi em mua nữa. Rồi từ đó 5 năm nay không mua gì luôn. Thì đúng ra cái Tết đó là cho tiền mẹ rồi mẹ tự mình muốn gì đó mẹ mua đi chứ con không mua nữa. Đúng ra phải tâm sự với mẹ, hỏi ủa con mua cái áo đó rồi sao rồi mẹ. Thứ hai mẹ con không có nói chuyện gì nhau chứ hả? Mẹ không dám nói, con không dám nói luôn. Ủa sao vậy? Tôi không biết cái mạng tôi làm sao á, tôi con trai con gái con gì cũng vậy luôn. Tôi nhiều khi tôi buồn, tôi nhiều khi tôi cũng có tính nói. Ví dụ như khoảng từng 2-3 tuần gì đó, cái tháng gì đó đi mặn về cơm nước á, tôi canh bữa thứ bảy nó về đó là tôi trông dữ lắm. Cái về cái nó vô, nó vô cái vợ chồng nó dọn ra nó ăn là tôi vui. Rồi cái lâu lâu vậy có bữa cái về cái nó sao tự nhiên cái nó không nói nhiệt cháo, cái nó lủi dàn sao vậy, đi tắm cái dọn vô cũng nằm ha, hoặc nó bới tô cũng ăn, chồng bới tô ăn là tôi biết buồn rồi. Tôi suy nghĩ trong lương tâm tôi nói ủa sao mẹ đâu có làm gì đâu mà sao con buồn. Cũng như tôi nói trong bụng tôi vậy á, tính kêu con dâu hỏi Nga sao mà mặt trong bụng vậy Nga, tính nói vậy đó mà không dám nói luôn. Giờ mới kêu thằng con trai hỏi thì cái nó là ai biết nó nè, kệ nó đi, nó vậy đó ít bữa hết. Giờ nghe lời con cái làm thinh luôn vậy. Vậy cái cũng thỉnh thoảng cái bữa cái nó hết, nó vui là tôi mừng. Em cũng sợ mẹ, sao không dám nói chuyện với mẹ em? Nhà em ít nói lắm, em nhiều khi muốn quan tâm mà em không dám nói. Rồi những lúc chị buồn chị chia sẻ với ai? Buồn một mình. Em biết em mẹ nói mẹ ở nhà với con nhiều khi mẹ cưng con lắm, về nhà thấy con nó quậy á nó liền nói không nghe, bực bội lắm. Em với mẹ khác quan điểm chỗ mà dạy con. Mẹ thì mẹ thương cháu không dám la, mẹ cứ để nó lớn đi, chừng nào lớn thì dạy. Em thì thích dạy con từ nhỏ. Thì sao không tâm sự nói với mẹ? Cũng có nói nhưng mà buồn thì cũng buồn. Tôi thì tôi phái là con dâu cũng như là bolo bala vậy đó. Tôi cái miệng tôi cũng nói tối ngày lắm, giỡn người hết khác vậy đó, là cũng như là mẹ chồng với con dâu là cũng như đặng mình biết. Hay là không mà nếu con dâu mà cãi lại là tôi khóc, tôi cái mạng tôi vậy á. Có nói lần nào chưa? Có. Tôi thì tôi hơi buồn tại tôi cưng thì tôi buồn ấy, tôi nằm ấy tôi khóc, tôi nó không biết nó có thương mình không, mình thương con quá mà con không biết nó có thương không. Chuyện nó nhỏ quá trời luôn mà. Có bao giờ mà hai mẹ con nằm ngủ chung với nhau hay là đi chơi chung với nhau, chở đi nhau tâm sự này kia gì không? Có, cũng có khi nó chở tôi đi làm không cẳng không tay đâu đó. Mình tâm sự với dâu coi như mẹ ruột con ruột đi, nàng dâu vậy chủ động nói chuyện với mẹ đi. Không cần thì thôi. Nói chuyện nhiều hơn nữa, ngày nào cũng quan tâm với mẹ. Mẹ sao vậy mẹ? Sáng nay mẹ cần gì không? Tối về con mới về nè mẹ, sáng về chuyện nhà có gì không? Cô dâu nên chủ động nhiều hơn chút xíu nữa. Tôi rất muốn như vậy đó. Rất muốn, thấy chưa? Chúng ta cố gắng cái sự kết nối nó chặt hơn nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem coi con trai của cô nói điều gì nha. Là con cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm. Vì thời gian qua mẹ cố gắng cho gia đình rất nhiều, con cũng thương mẹ lắm mà bình thường ở nhà thì con không nói được. Nhân dịp chương trình này con mới dám nói. Còn về vợ, cố gắng chia sẻ với mẹ nhiều hơn để hiểu nhau hơn rồi có thể giải quyết được vấn đề tốt hơn. Và anh cũng cảm ơn vợ. Trong thời gian qua thì lúc mà mình cưới nhau thì vợ cũng cố gắng vì gia đình rất nhiều, cũng hy sinh bản thân rất nhiều. Anh cũng cảm ơn vợ nhiều lắm. Tôi thấy con tôi nó nói vậy tôi cũng vui lắm, tôi mừng trong bụng dữ lắm. Vui chứ hả? hồi đó giờ ở nhà thì nó cũng không có tâm sự, nó cũng không nói con thương mẹ hay là mẹ cực hay sao, nó cũng không nghe, nó than thở nữa. Rồi bữa nay bắt đầu mới nhờ chương trình này mới nghe con tôi nó thú lộ á. Rồi bây giờ thì cô có muốn con dâu cô thay đổi gì không? Bây giờ cái ý của mẹ thì muốn con cũng như là mẹ con mình nói qua nói lại bolo la như chú Quyền Linh nói. Hai người đứng lên nói chuyện nhau. Hôm nào có điều kiện ha, mình tính ngày tính giờ ha, lên đây mình tổ chức vài bàn và mặc áo cô dâu chú rể ha, xong rồi cái mình giới thiệu ra mắt cô dâu chú rể với hai đứa con. Linh lo được không? Không có tiền sao ghê chơi. Tôi lo. Được không? Đấy. Được. Cái mình mặc áo cô dâu chú rể này, hai chồng lên cái tôi Lê Lộc làm MC luôn. Được không? Được, được, được. Vui ha. Mấy mình tham gia chương trình Vợ Chồng Son cũng được đó. Ừ, cũng được mà. Hai vợ chồng lên ngồi mặc áo cưới với nhau luôn. Vậy cho nó đăng ký Vợ Chồng Son đi, khỏi làm đám cưới cũng được. Vậy tôi cũng mừng nữa. Rồi vậy tôi được thấy, luôn. Tôi thấy cô dâu chú dễ à, tôi mừng cho con tôi à, con trai tôi. Vậy ha. Nó cũng thiệt thòi, không có được làm đám cưới gì. Muốn sao cũng được chứ. Tùy gia đình quyết định nha. Dạ, vậy chương trình về cắt khúc đầu nha. Không có cắt, để luôn sao chứ. Giờ gửi tặng cho cô với lại gia đình một kỷ niệm ha. Nhớ hai mẹ chồng với nàng dâu nói chuyện nhiều hơn nữa, nói bu lu bu loa gì giống như nãy cô nói đó. Tôi thấy mẹ chồng nàng dâu tại ra chợ cái sao con dâu vô vậy nè, vô nách này nó nói mẹ mua này mua kia, tôi ước con dâu tôi nó đi như vậy đó, mà đều nhiều khi con dâu cái tánh nó khác, nó không chịu làm vậy. Tôi rồi vậy dễ thương. Thoát liền em, thoát liền, nó lên thoát liền. Đây, chào cô. Dạ, chào cô. Ngồi. Ngồi đi em. Chị. Rất vui được đón mẹ chồng nàng dâu đến đây tham gia chương trình. Cô có thể giới thiệu về mình. Tôi tên là Lâm Đặng Bích Thủy. Có giới thiệu tên thôi à? Dạ. Có gì nữa không? Đến từ đâu hả? Dạ. Đến từ Sài Gòn. Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cô đến chương trình với một mục đích như thế nào? Đến chương trình này thì tôi hy vọng sẽ có những cái chia sẻ rất là thẳng thắn nói chung là những cái khúc mắc giữa tức là những cái tình cảm, nó tình cảm trước chứ không có gút mắt là chuyện nhỏ, gút mắt là chén trong sống cũng khua. Đúng rồi, cái người ta nói chén trong sống còn khua, đừng nói chi cái chuyện mẹ chồng nàng dâu thế nào nó cũng có lục đục chút xíu ha. Đúng rồi. Dạ chào chị xinh đẹp, chị giới thiệu đôi chút về mình đi. Mình tên là Dương Ngọc Kim, hôm nay mình 23 tuổi. Mình đang là nhân viên văn phòng. Dạ. Mình làm dâu được bao nhiêu năm rồi? Dạ, tới tháng 5 này là được tròn 1 năm. Tròn 1 năm. Là cũng mới đây. Mới thôi. Dạ. Ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai đó, cô cảm nhận như thế nào và có ấn tượng gì không? Nếu mà nói ngày đầu tiên thì khó quá. Tại vì theo chị nhớ là từ năm 18 hết lớp 12 á, là hai đứa là quen nhau, là hình như là quen nhau là rất lâu. Chị nhớ là trước đó là khoảng lớp 8 lớp 9 gì đó mà Phi Hùng á, tức là con trai chị, nó xài tiền điện thoại nhiều quá. Chị mới nói con ơi, con gọi cho ai mà nhiều tiền quá vậy, má không có tiền trả. Cái nó im, nó không nói. Thế là mình mới nói chứ thôi bây giờ nếu mà con không nói được với bạn con cho má số điện thoại đi, má nói. Chứ nhiều tiền quá, không có tiền trả. Trời ơi, đó. Tôi nói biết nói gì với con dâu tương lai. Đó, cái đó là lớp 8, lớp 9 rồi đó. Nó quen nhau từ lớp 8, lớp 9 rồi. Tới thì là nó mới dắt lại nhà. Thì lúc đó thì bé Kim thì là cũng người cũng hoạt bát nên nó cũng hòa nhập vô gia đình. Chị cũng coi nó như con cháu nhà và chị cũng nói với Phi Hùng á là má cũng không đặt vấn đề, tụi con cũng còn trẻ, cái chuyện mà tụi con có xây dựng tiến tới lập gia đình không, đó là chuyện của các con sau này, má không có, còn bây giờ má vẫn coi Kim như là con cháu trong nhà. Có ấn tượng gì với con dâu tương lai không? Có thích điều gì và không thích điều gì ở lần gặp mặt đầu tiên không? Chị nhớ là lần đó đầu tiên hả, là như bé Kim á, là người chắc cũng có gốc gì người Hoa hay sao á, chị mới giao là cho Kim á là nấu ăn cho chị giùm chị một buổi chiều. Đó là chị đi làm về trễ, nó nấu ăn và chị cho nó tự đi chợ nấu ăn luôn. Thế là nó nấu toàn là món mà chị chưa bao giờ ăn. Có được không? Thế là nó nấu là cái gì ta? Cái gì cũng có, cái dầu hào nè, rồi nấu cháo sườn mà nấu bắp thảo, chị chưa bao giờ ăn. Thế là chị mắc cười quá, chị hỏi ông xã chị là sao chị thấy ông xã chị ăn bình thường, ăn cách vui vẻ, chả có ý kiến gì. Cái chị mới hỏi chứ ủa anh thấy nó ăn được thì cũng được, có gì đâu đó. Nhưng muốn đề không chị thì ăn thì được, đâu có ngon gì. Không cô Con dâu chị thì nấu ăn cũng tốt, cũng được. Chỉ có cái là tại vì món chị chưa bao giờ ăn thôi. Nghĩ lắm nha, món chị chưa bao giờ ăn đâu. Dạ chị có phải là hỏi ý kiến ông xã là cái gu ăn uống gia đình mình như thế nào để mà mình nấu theo không, hay là tự ý mình nấu vậy thôi? Dạ không có hỏi, thích ăn gì nấu đó. Trời, mình cũng phải hỏi ý ông xã coi. Dạ không. Bà vợ chồng, ông vợ chồng mình thích ăn món gì chứ? Dạ không có hỏi. Rồi tại vì em nghĩ là mình tự mình nấu ăn cũng được, thì cái món đó mình ăn được thì chắc nhà ăn cũng được. Nghĩ đơn giản mà. Chị có hay nấu cho nhà ăn không? Dạ có chứ, cũng khá là thường xuyên. Lần đầu tiên mà gặp mẹ chồng tương lai thì em thấy ấn tượng cái gì ở bà mẹ chồng này? Lần gặp đầu tiên có sợ không, có lo lắng điều gì không? Dạ không. Hả? Không, dạ lo lắng luôn. Dạ không, rất là thoải mái bình thường. À, dạ. Hàng chi muốn nấu gì nấu ha. Dạ. Mình ăn gì mình mẹ chồng mình ăn cái đó ha. Dạ. Cũng hay nha. Ở nhà hai mẹ con có hay trò chuyện với nhau không? Có hay tâm sự chia sẻ gì không? Dạ cũng có khá là nhiều chuyện để chia sẻ. Thường là về vấn đề gì nhiều nhất? Công việc là nhiều. Công việc. Và công việc là nhiều, tại em biết sao không? Con dâu chị thì công nhận nó cũng có học rồng. Chị thì tánh chị vừa nóng mà vừa dữ nữa em. Dạ. Ồ. Mà nóng nó... mà dữ nữa hả? Ồ, nóng mà dữ nữa. Vậy mà nó lại vừa làm lại nó có học rồng nó mới dám vô làm con dâu. Vì ban ngày chị ở công ty vì nó là nhân viên dưới quyền của chị. Đó. À. Chiều về là bắt đầu gặp ở nhà nó né trời không khỏi nắng. Chạy trời không khỏi nắng. Gặp chị bật cứ lúc nào. Cha căng này nha. Ủa, em ơi, đúng là em gồng mình thiệt á. Tức là né trời không khỏi nắng á. Đúng rồi. Thì em né cách nào hay vậy? Tính em cũng thoải mái lắm cho nên là em thấy cũng bình thường, cũng không có gì là quá căng thẳng. Không có sợ gì hết hả? Không. Có gồng không? Thỉnh thoảng cũng có vậy. Có bao giờ mẹ la chưa? Dạ có, la thường xuyên, coi như là hình như là ngày nào mà mẹ không la là mình ăn cơm ngon hay sao. Thôi. La hoài luôn. Trời ơi, vậy hả? Ủa, la ở cơ quan với tư cách là sếp hay là la ở nhà với tư cách là mẹ chồng? Dạ cả hai luôn ạ. Đúng rồi em, mà chị cũng công nhận chị dữ thiệt á. Hả? Chị dữ vậy rồi chị không thấy mình tự nhiên tạo áp lực cho con dâu hả? Chị nhưng mà chị nghĩ là chị giữ, nhưng mà chị giữ rồi thôi, chị thương nó mà. Nhưng mà là rầy một chút rồi thôi chứ đâu có gì. Chị nhớ ha, có một lần đó chưa làm con dâu, vì 18 tuổi là bắt đầu là hết cấp 3 là nó đã vào nhà chị rồi. Nhà chị thì sống như một cái đại gia đình lớn, có 3 thế hệ, trong đó anh chị em chị sống chung. Đó, nhà chị có một cái sân chung, anh chị em sống chung nên là sẽ có anh chị em họ đồ với nhau, rồi cả chị em bạn dì, chị em chú bác, ví dụ vậy á. Nhưng mà tính Kim thì hòa đồng nên là cũng mau hòa nhập với gia đình. Tuy nhiên là trong cái quá trình từ khi nó bước vào làm quen với nhà chị á tới lúc cưới á, thì cũng khá dài đó. Thì chị làm sếp nữa, thứ nhất là ỷ mình làm sếp, thứ hai ỷ mình làm lớn. Mẹ chồng mà đâu có ít. Ở chuẩn bị là mẹ chồng lúc chưa làm. Chị nhớ có một lần đó chị nói nhân viên với quyền chị nên chị nói là chị gửi một cái thông tin gì đó cho Kim và yêu cầu Kim là sẽ gửi cho khách hàng. Nhưng trong đầu chị hình như là chị đổ thừa là chị nhiều việc đi, thì chị mới gửi, chị mới nghĩ trong đầu mình là chị gửi cho Kim rồi. Nhưng mà thật ra chị chưa gửi mà chị không biết. Nhưng mà chị trong đầu nên vậy nên chị nói tại sao má, tại sao bác lúc đó, bác thì phải bác không? Dạ đúng rồi bác. Tại sao bác gửi cho con mà con làm chậm chạp vậy, con không gửi cho khách hàng? Nó nói, dạ không, bác không có gửi cho con đó. Cái mặt chị cứ nhất định là chị nói chị có gửi cho nó. Thế là ăn cơm xong chị lên máy chị kiểm tra mail. Mạnh nó lên máy nó qua bên phòng thằng Hùng, nó lên máy nó kiểm tra mail của nó. Thế là kiểm tra không có, chị không có gửi. Nó cầm cái laptop qua phòng chị cũng đang ngồi trên máy, nó đưa nè mà bác ơi, bác đâu có gửi cho con. Chị biết rồi, mình sợ rồi. Nhưng mà chị nói rồi, chị lấy quyền mà, vừa là chuẩn bị là má chồng mà vừa là sếp nữa, nạt luôn. Trời ơi, thì bác không gửi cho con phải hỏi chứ, tại sao không hỏi? Là nhân viên thì phải nhắc sếp chứ, sao mà có chuyện sếp nhắc nhân viên. Trời đất ơi. Chị quất luôn. Dữ quá nha. Ôi sao cái này kỳ kỳ vậy ta? Sao kỳ? Tại vì người ta mà tánh người ta Người có người tính vậy, người tính khác. Còn cái người chị lỡ tính gì nóng quá, chị biết sao giờ. Đúng rồi, vừa nóng vừa dữ nữa mà. Trời hỏi thiệt em nha. Dạ. Cái lúc mà mình bị la oan vậy đó thì mình cảm giác như thế nào? Trời, bực bội lắm chứ. Bực bội hả? Tại vì rõ ràng là phải chi á. Tại vì thực ra lúc đó là cũng nghĩ trong đầu là phải chi cái việc đó mình biết thì mình mới hỏi được. Còn lúc đó la là tại sao con không hỏi? Đâu biết đâu hỏi. Đâu biết gì đâu hỏi. Cho nên khi mà bị la tức lắm. Khi mà xong rồi má mới kêu là vậy thì bây giờ gửi liền đi hay sao á. Thì mới thì hay là ngày mai gửi hay như thế nào? Gửi liền trong vòng 15 phút. Nhưng mà thôi em cũng chả nhớ rõ, nhưng mà em mới nói là trong ngày mai em sẽ có. Sau đó em đi về. Tức là thay vì chị kêu nó là trong 15 phút nữa nó phải gửi thì nó phải cầm laptop nó đi gửi. Nhưng mà chị này cũng đâu có hiền, chị không gửi. Chị qua chị ấy chào bác con về đó. Đó là chị biết rồi nha. Là chị biết là nó muốn tỏ thái độ với chị rồi đó. Cái chị nói với ông xã chị, em biết là em sai rồi, nhưng mà hả, nó tỏ thái độ của em như vậy cũng không được, em cũng không thể bỏ qua cho nó, em làm lớn mà. Không được, nên là để nó đi về đi, mà chị cũng làm lơ cho nó đi về. Thế là hai bác cháu giận nhau cũng một thời gian. Tội nghiệp cái thằng nhỏ ấy, thằng nhỏ xíu của chị á. Thằng con của chị. Tức là chị đè nó rồi nói, má biết là má sai, nhưng mà Kim là bổn phận là con cháu, không được phép như vậy. Dần dần. Chị dằn trước em, chị sợ nó. Chị yêu người ta giống ông bà xưa, Quyền Linh nhớ không? Ông bà xưa nói là về là muốn mà ai, ví dụ vợ chồng ai mà cầm quyền hơn thì phải để cái gì trước lên á. Nên là kệ, chị nhớ vậy chị kệ, chị không có để cái gì trước lên. Nhưng mà chị dằn trước. Dạy dâu từ thơ mới về. Chưa về dạy luôn. Dạy luôn. Trời, nhưng mà con thấy cái này ổng kỳ sao nha. Cái này là ăn hiếp dâu quá luôn. Ăn hiếp dâu quá hả? Nhưng mà hỏi xin hỏi thiệt nha, em tham gia chương trình này là em có bị mẹ chồng ép không? Dạ có. Hả? Thật ra em không muốn tham gia chút nào hết trơn á. Và đang làm việc thì bị kêu qua để tham gia, cho nên là lúc đầu thì tinh thần cũng không có thoải mái lắm. Và cảm thấy nói là thôi chắc là lên là sẽ không có trả lời một câu hỏi nào hết. Chắc chắn là sẽ không trả lời câu hỏi nào hết. Nhưng mà do là bị sau cái đó là mẹ cũng có gọi nói, mẹ chồng cũng gọi nói chuyện. Thì em mới nghĩ trong lúc lựa đồ cưới thì mặt vẫn còn chầm chầm. Nhưng mà khi mà lựa đồ cưới xong nghĩ là như vậy thì mình phải tạo niềm vui với mình chứ. Hay là lựa một bộ đồ thật là hoành tráng khác biệt để có thể xuất hiện thật là lộng lẫy, lâu lâu mới lên tivi mà. Trời ơi. Chú ơi, hai cái người này không có ai nhịn ai hết trơn. Đúng rồi, hai người đều có cá tính hết trơn á. Đúng rồi. Vậy thì đó lúc là tương lai thôi. Sao về những ngày đầu làm dâu thì nó có xảy ra những mâu thuẫn gì mà nó căng thẳng hơn lúc làm sếp không? Thật ra theo chị thì không có gì mâu thuẫn lớn. Thì như chị nói lúc đầu thì chén song sống còn khua, nên đối với chị những cái việc nhỏ nhỏ đó chị không nhớ. Nhưng mà đại khái là thường xuyên. Tại vì thật sự ra là Kim nó cũng bị áp lực ở công việc. Chị thì chị cũng muốn dạy, cũng muốn hướng dẫn. Và với chị là tất cả là phải làm việc là phải năng động, phải siêng năng và phải có. Chị là xuất thân từ hành chánh nhà nước ra, nên đối với chị tính kỷ luật rất là cao. Giờ đúng giờ, tính kỷ luật rất là cao. Nhưng mà con dâu chị lại không được như vậy đó, nên là chị muốn rèn. Rèn quá nó có áp lực không em? Tính em cũng thoải mái lắm. Với lại thật ra là người ta hay nói là não cá vàng, nhưng mà chồng thì lại nói là não con kiến chứ cũng không được não cá vàng nữa. Thì nói trước quên sau. Với lại nhiều khi mà má la gì á, bực bội lúc đó tức là phải nói liền với Hùng. Nói là trời ơi sao má la kỳ cục gì, sao má la gì kỳ quá cháu à. Nhưng mà sau đó thì qua nghiệm sau hoặc là vài bữa hoặc là tiếp sau nữa là quên liền luôn, không có nhớ. Cho nên là cũng không có áp lực gì mấy, không có để bụng nên không có nhớ. Em sợ mẹ chồng nhất điều gì? Hay la mà không hợp lý, không có đúng. Ủa chị ơi. Nhưng mà cũng phải là sợ mà hơi bất bình một chút thôi, chứ cũng không phải là sợ. Ủa khi mà mình biết cái tính mẹ chồng mình trước khi lấy rồi đó, là mình vẫn chấp nhận lấy luôn hả? Tại vì thật ra thì cái tính má hay la vậy thôi. Má rất là tốt. Dạ. Má cũng là hay la, nhưng mà má cũng là người không có để bụng. Cho nên là ai thì cũng có một cái tính nào đó xấu, nhưng mà cái tốt của má rất là nhiều hơn hẳn cái tính xấu này. Cho nên là em thấy rất là cái người nào cũng có một cái tính xấu thì mình dung hòa được thì là tốt. Có khi nào má la quá, áp lực quá rồi khóc một mình rồi tâm sự với chồng không? Dạ có, tâm sự với chồng thì có, nhưng mà chưa bao giờ khóc một mình. Trời ơi, con dâu chị nó cũng dữ dằn lắm. Lý do tại sao chị lại khóc? Tại vì chị thấy nó khen chị xúc động quá. Trời ơi. Hồi trước giờ có bao giờ nó khen chị đâu em. Thôi đi la, người ta bậy rồi người ta khen lại rồi xúc động. Kỳ quá à. Thì đúng rồi, người ta phải có tình cảm, chị nhiều tình cảm lắm á. Sếp chị nói chị là người nhạy cảm. Phải không? Đúng rồi, nhạy cảm lắm. Mẹ chồng còn khóc như vậy, không lẽ giờ em không có những cái phút mà rơi những giọt nước mắt vì mẹ chồng à? Thật ra thì tính em vẫn còn rất là trẻ con và cũng không hơi vô tư á, cho nên là cũng ít có khóc lắm. Ít có khóc. Có khi nào mà giống như là có điều gì đó mà chưa dám nói với mẹ không? Dạ không. Nói thẳng luôn hả? Đúng rồi. Ví dụ như cái chuyện gì? Thì ví dụ như là quay chương trình này là cũng nói thẳng luôn. Cũng như là nhắn tin con xin lỗi má trước nếu mà con quay mà thái độ con không tốt. Nói thẳng hết, không có giấu một cái gì hết. Nhưng mà hình như cũng chưa cái gì không có nói. Nhưng mà có khi nào mà con chị nó thẳng quá rồi chị giận chị buồn không? Không. Đối với chị thì đã là con, chị thì chị làm quản lý nên là chị cũng có khá nhiều nhân viên. Nhưng mà đối với chị thì chị cứ coi rằng là các bạn trẻ bây giờ mình đã bước qua cái giai đoạn trẻ đó rồi. Lúc mà còn trẻ sẽ rất là nông nổi, có rất muốn gì nói nấy à, thích nói. Chị thông cảm và nhưng mà là chị không bỏ qua. Chị thông cảm chứ không phải bỏ qua. Chị đều có hướng dẫn sau này cả. À, ghim trong lòng á hả? Chắc vậy. Trời đất ơi. Rồi sau đó sao? Có vụ nào mà cô ghim chị chưa? Nói chơi vậy chứ chưa có ghim. Nó chơi thôi, phải hù một chút. Nhưng mà chị nói con dâu chị là cũng không có vừa đâu em. Nó có những cái làm cho chị á hả, nhiều khi chị đỡ không có kịp á em. Ví dụ đi cô. Vậy nói ví dụ nha, cái bữa đó chị thì cũng rất thoải mái, hai vợ chồng già đi chơi với hai vợ chồng trẻ. Đó, thế là ra nhà hàng ăn, đi chơi mà đi ăn. Thế là ông xã chị rỉa cho chị một cái càng cua. Dạ. Thế là hai vợ chồng chị ngồi vậy. Thì hai vợ chồng nó ngồi đối diện chị. Thế quay qua nó nói với chồng nó: đó, thấy vợ chồng người ta chưa? Trời ơi, con dâu mà nói với mẹ chồng. Con dâu mà nó nói ba má chồng nói là thấy mẹ vợ chồng người ta chưa. Nó kêu vợ chồng người ta chứ. Trời ơi. Dễ thương mà. Cái đó cũng dễ thương mà. Cái không chịu quất liền. Quất sao? Chị nói liền. Vậy đó, ủa con, bộ con thấy má dễ quá mà chị mai là chị nói chị dữ mà chị giả bộ chị nói với nó là má dễ hết. Bộ con thấy má dễ quá con làm tới hay sao mà ba má chồng con cũng dám kêu bằng vợ chồng người ta vậy. Không, cái đó dễ thương mà chị. Dễ thương không? Nghĩa là nói là rồi thấy vợ chồng người ta chưa đó. Dễ thương đúng không? Đúng không em? Dạ, đúng rồi. Nhưng khi má la vậy thì em có ức không? Em mắc cười. Mắc cười hả? Tại vì em thấy ủa mình nói rất là bình thường. Đúng rồi, tin thoải mái tự nhiên là phải chơi mà. Thấy hai vợ chồng tình cảm, hai chồng già mà tình cảm quá. Thấy vợ chồng người ta chưa sao mình phải tự rỉa vậy. Rồi cuối cùng chồng chị có rỉa cho chị không? Không, tự ăn. Chồng chị sai quá. Hai cặp này đi chơi dễ thương nha. Hai vợ chồng già, hai chồng trẻ đi chơi chung vậy đó hả? Chị có hai thằng con trai. Thì lớn là chồng của Ngọc Kim đây. Thì là còn thằng nhỏ thì đi học bên Nhật rồi. Thế là chị với hai vợ chồng nó cũng tung tăng. Chị vậy nè, mình là muốn dạy được con thì phải làm bạn với nó. Dạ đúng rồi. Đó, nên là chị cũng làm bạn, chị cũng nói chuyện, cũng trao đổi, cũng rất là chia sẻ, rất là thẳng thắn từ việc lớn tới việc nhỏ. Đó. Thành ra là với chị thì tất cả những cái chuyện trong gia đình đó là chuyện chét trong sống bằng khua thôi. Mặc dù là chị biết là chị cứ nghĩ vậy nè, tình thương thì đổi tình thương. Mình làm lớn, mình làm má, làm mẹ, đúng không? Thì mình thương nó, lý nào nó không thương mình. Nhưng mà cô ơi, thí dụ nha, cái chuyện mà la rầy, con nghĩ là về nhà la thì nó sẽ tốt hơn là ra trong công ty hoặc là trước mặt đám đông đó cô. Thì cô thấy cái chuyện đó đúng không? Nói về lý thuyết thì cô biết như vậy là đúng. Nhưng mà khi thực hành nó khó quá. Sao vậy? Tại vì cô nói rồi, cô nóng mà giữ nó làm sao dặn được. Thì mình phải cán kìm lại. Vậy hả? Dạ, cho con cháu mình nó nể mình chút xíu. Nhưng mà thí dụ có hôm nào cô la con dâu giữa một cái tập thể đông vậy không? Có. La với tư cách là sếp vừa là mẹ chồng luôn hả? Đúng, thường xuyên luôn kìa chú. Nói thường xuyên kìa. Không, bây giờ con dâu chị nói rồi, chị nếu mà chị không la nó ăn cơm không ngon kìa, thấy không? Không, cái đó là con đang ẩn dụ thôi chứ. Con đang ghim mẹ đó. Mẹ chồng này vui nha. Nhưng mà có cái mâu thuẫn gì mà lớn lắm không cô? Có gì đâu, lớn đâu có chia gia tài đâu mà lớn. Trời nói chung là cãi nào... nhau là thường xuyên là không có chuyện gì lớn nữa. Đúng rồi, chừng nào chia gia tài mới lớn. Nhưng cái nếp sống á là em sống với gia đình bên em á là không phải sống trong một thế hệ là tam đại đồng đường, tức là sống ba thế hệ trong nhà đó rất là khó. Cái chuyện mà hòa hợp và cái nếp sống nó cực kỳ quan trọng luôn. Vậy thì làm sao để hòa hợp cái chuyện đó? Em thấy chuyện này cũng rất là đơn giản. Tại vì cái bản thân em thì từ nhỏ là không có sống với cha mẹ nhiều, mà là ở với lại một người má nuôi thì cũng là họ hàng. Và từ nhỏ ví dụ như là trong cái thời gian mà hè đồ á thì ở nhà chị, nhà dì, cho nên là thành ra là quen rồi, ở đâu cũng ở được rất là dễ và rất là nhanh hòa nhập với tất cả mọi người. Mỗi cái nói xấu khác nhau thì chưa một thời gian ngắn thì là đã có thể hòa nhập được rồi. Mình làm sao để mình giáo dục con cái mà hòa hợp với cả một cái thế giới trong gia đình mình rất nhiều người như vậy? Làm gương. Làm gương. Chị làm gương. Đối với trong gia đình chị thì luôn luôn là chị là cái người cũng muốn là kết nối mọi người với nhau, trong anh em họ hàng, kể cả chị không phân biệt. Là vì bây giờ hồi xưa là mẹ chị với má chị có nói rằng là má thì có 7 người con, nhưng mà là bây giờ má già rồi mà má thấy 7 người con lo một mình má còn mệt, huống gì tụi con chỉ có 2 đứa, nên đứa nào mà đẻ thêm đứa nữa là có thưởng. Nhưng mà chị đâu có ai dám xin, nên là tất cả gia đình chị là truyền thống là nhà giáo và từ hành chánh nhà nước ra hết, nên là nó theo một cái nề nếp quy củ đó rồi, nên là luôn luôn là đúng theo cái gì quy định là không làm trái. Đó là một cái. Thứ hai, nên là chị chỉ coi rằng là anh em tụi nó đã ít rồi, chỉ có 2 thì hãy anh em họ hãy làm thân làm quen với nhau. Nên nhà chị là thứ Bảy nào cũng anh em hội tụ với nhau, cho dù ba má còn hay là mất, ông bà còn hay là mất cũng vậy. Nên từ cái anh em trong nhà sẽ làm gương cho con cháu. Thí dụ như chị nói là nhà chị là dân Sài Gòn, chị sinh ra lớn lên tại đất Bình Thạnh, từ miếng đất đó, từ cái miếng đất đó chị sinh ra lớn lên trên đó, và chị lập gia đình, má chị cho một miếng đất, chị cất nhà ở đó luôn. Đó, thành ra là tuy là dân Sài Gòn nhưng mà chị biết gói bánh tét ngày Tết. Má chị luôn luôn gói bánh, và bây giờ chị làm gương điều đó. Má chị nói, má chị thì mất rồi thì bà có nói rằng là cho dù má trăm tuổi tụi con cũng phải giữ cái nếp nhà, nên là Tết năm nào chị cũng gói bánh. Nhưng mà con dâu chị muốn truyền lại cho nó, mặc dù chị cũng làm gương em, nhưng mà Tết mới vừa Tết rồi nè, chị mới nói chứ con ơi, má thì chắc cũng trăm tuổi như bà, nên là má mà có trăm tuổi thì tụi con cũng phải giữ cái nếp nhà, cũng phải gói bánh hàng năm vậy nha. Thế nó trả lời liền em, nó nói thôi chuyện đó còn xa lắm, má lo làm gì, còn lâu lắm khỏi lo. Đó, tức là cái đại khái của nó là nó chị với nó cũng như là bạn bè, nên chị nói giỡn với nó thì nó sẽ nói giỡn lại với chị. Đôi khi nó giỡn quá, đôi khi có khi nào con mình cá tính quá, hay nói thẳng nói thật quá, vô tư quá, rồi nó đâm ra nhiều khi cái giới hạn nó qua đó, đúng rồi, nó trở thành một cái sự hố, đúng rồi, nó hơn là một sự xúc phạm gì đó. Thì chị trong những lúc đó chị có lần nào gặp chưa? Có chứ. Một lần đó chị đang đi công tác, không biết chị cũng đúng, chị cũng nói vậy, không biết chị nhắc Kim là cái gì về cái cách trả lời với khách hàng hay gì đó, mà chị cũng la lớn tiếng trong điện thoại, mà như hồi nãy Kim nó cũng nói đó, nó về nó chia sẻ với chồng nó đó, mà bữa đó nó không phải chia sẻ chồng nó nói thẳng chị luôn em. Má nói nhảm quá. Trời ơi. Trời ơi, chị sốc thiệt em. Rồi chị sốc quá rồi sốc em. Chị mới quay lại, mà chị đi công tác là chị nhờ ông xã chị che lái, chị mới quay sang ông xã cho trời ơi, chết em rồi. Em có cả 100 nhân viên chưa đứa nào dám nói cái câu đó, mà bây giờ con dâu em mới nói em vậy, em coi coi được không. Trời ơi, nhưng mà ông xã nói sao? Thì ổng mắc lái xe, mà chị cũng nói một câu vậy thôi, nhưng mà chị làm liền. Chị nhắn tin chồng nó liền. Đây nè, vợ con đang nói về má nè. Thế là Kim á, thì tánh nó hoạt bát, coi như nó cũng là nó nhìn chung là người tốt, nhưng mà nói ở dở một cách là cái cách ăn nói, và con trai chị nó cũng biết điều đó, nên nó mới nói rằng là thậm chí biết không, nó kêu vợ nó xin lỗi chị, mà nó phải coi trước cái tin nhắn á, cái lời tin nhắn á, coi xin lỗi như sao, coi cho đỡ sốc chị á. Vì con trai mình nó biết ý mình, nói cái câu gì ra thành là sốc. Đó là vậy luôn á. Nhưng thật ra chị nghĩ là gì, luôn luôn trong đầu chị là giáo dục là phải kiên trì. Đó, người ta chứ không phải thánh, mà nó còn nhỏ, mà mình hồi xưa mình còn nhỏ chắc là mình cũng cãi. Trời ơi, đúng rồi, chị nhớ lại hồi xưa, chắc tại hồi xưa chị cũng quậy quá nên giờ chị dễ bỏ qua cho nó. Yeah. Những cái lúc em nói như vậy á, em vô tình nói vậy thì em sau đó mình thế nào để thấy mẹ đỡ buồn về cái vấn đề đó? À, dạ thì má thì dễ lắm, chỉ cần xin lỗi má, lần sau con sẽ không gì nữa, và nghe má giáo huấn dạy dỗ. Thì má thì như từ đầu em đã chia sẻ, má dễ bỏ qua lắm, má la rồi thôi à. Mình chịu nhận lỗi và sửa chữa thì là không, nói chung là cả hai đều không có để bụng. Má là người không có để bụng, cho nên là khi mà má la vậy thì là má là hay là má mà la á không chịu mà không trả lời, má nói là chưa có bao giờ má la ai á mà làm thinh chầm chầm như con với Kim vậy đó. Trả lời cũng được, không trả lời cũng được, cho nên là những cái lần sau càng ngày em càng gán là thôi la thì cứ làm thinh đi, có gì mà cảm thấy mà khúc mắc quá thì nói chuyện với chồng. Những lúc mà mình nói như vậy thì mình có biết là má chồng mình sẽ buồn không? Dạ lúc đó là buộc miệng cũng nghĩ là chỗ má la nhảm quá à, nên cũng buộc miệng nghĩ trời sao má la kỳ quá, má la nhảm quá à. Thì nhưng mà sau rồi má nói cái gì nó má la nhảm hả, thì mới biết là à chắc là má không thích, má như vậy là không, mình nói như vậy là không đúng. Đúng rồi, mình nói như vậy là sai. Giới trẻ nó hay sử dụng cái từ đúng đó rồi. Mà nó nói nhanh quá, nó không quản lý được cái lời của nó nói. À, dạ. Nó nói nhanh. Đúng là lúc đó em nói ừ má nói vậy con hình như oan cho con hay là không đúng má gì tự nhiên. Má không có chịu nói oan đâu, má sẽ nói là nghe trước đã, bây giờ nghe trước đã, sau đó là trả lời, nói chung là trả lời oan má cũng không chịu đâu. Cũng hay. Nói chung là hai người đều cá tính nhưng mà vẫn giữ đến cái hòa khí thế này là cũng hay đấy nha. Mỗi người chịu đựng chút xíu hả? Chắc không chú à, chú chắc nữa. Bây giờ để thử xem cái người thứ ba họ nói thế nào. Kim và chồng của Kim. Rồi xin mời chồng của Kim xuất hiện. Má tôi và vợ chủ yếu xảy ra mâu thuẫn do cách nói chuyện của vợ. Vì vợ con nhỏ và cái mâu thuẫn lớn nhất từ trước tới nay là khi má muốn vợ mình học tiếp tục để phát triển sự nghiệp, nhưng vợ lại muốn đi làm để gây dựng công việc chứ không muốn học lên. Vào thời điểm đó thì là người đứng giữa, mình phải hiểu cả hai bên ai cũng có lý riêng của mình, nên mình không có đứng chủ yếu bên nào mà mình chủ yếu là khuyên răn. Một thời gian rất là kinh khủng khi mà bên nào cũng nghĩ là mình bên còn lại. À sao nói đi giúp mà nó không chịu gì nữa. Bên còn lại ngoài ra thì cũng kể từ sau chuyện đó cũng chẳng còn việc gì. Hai má con càng có những xích mích nhỏ thì càng hiểu nhau hơn. Vì chủ yếu thì tính hai người cũng đã quá giống nhau rồi, thẳng thắn, cũng có phần nóng nảy. Mình chỉ hy vọng là cả hai người phụ nữ đời của mình bớt nóng lại. Đấy, con chị nói vậy thấy sao? Thì nãy chị nói rồi, chị cũng tự nhận rồi, chị cũng công nhận với nó, nhưng mà khó lắm, để chị cố gắng ha. Cho nó biểu chị bớt nóng tính để chị cố gắng đây. Chứ biết là vậy nhưng mà khó quá. Chị khó làm quá. Chị khó sửa quá. Chị sẽ ráng nhắc mình ở trong đầu nha. Chừng nào nóng tính thì phải sao ta? Quyền Linh có thể tư vấn chị được không? Nếu mà nóng tính quá thì mà mình tìm một câu chuyện nào khác. Mình qua bên câu chuyện đó, dụ như là khi mình thấy mình cái khí nóng mình nó nổi lên rồi đó, mình sẽ bỏ cái chuyện đó, mình lãng qua một chuyện khác, hay mình gọi điện thoại nói chuyện một ai đó vui, hay là quan tâm một câu chuyện nào khác thì nó dần sẽ bớt đi, hoặc là bỏ đi. Chứ mình đối diện với cái nóng nó càng ngày mình nóng lên nữa thì đôi khi nó xích mích giữa mẹ chồng và con dâu nặng hơn nữa. Và anh thấy thế này đó Kim, thật sự là chồng em có khó đấy, cũng khó, cũng có nóng tính, nhưng mà đôi khi mình cũng phải biết kiềm chế những cái gì mình thốt ra đó, đôi khi nó ảnh hưởng đến mẹ mình. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Anh thấy là chồng em nói rất đúng á ha. Nãy con thấy là trong đây ảnh có nói về cái mâu thuẫn là muốn chị đi học và bác muốn đi học Bác muốn chị đi học. Dạ đúng rồi. Còn chị thì không muốn. Thì hai người cái vấn đề này đã giải quyết xong chưa? Chị thì muốn cả hai vợ chồng nó phải vừa học vừa làm. Tức là vẫn phải nâng cao cái trình độ của mình để cho tất cả đều có ích cho cái tương lai của hai đứa hết. Đó. Thì Hùng hiện nay là đi học rồi nhưng mà Kim thì chưa. Chưa nhưng mà cũng không phải chưa, tại vì lần đó nhưng chị nhớ là Kim đã học một cái khóa về Kim. Tại vì giống như Kim nói ban đầu thì cuộc sống của Kim bên gia đình Kim thì có khó khăn hơn bên chị. Chị thì chị cứ nghĩ rằng là cái duyên hai đứa nó gặp nhau, nó thương nhau thì giống như vợ chồng mình hồi xưa thôi, cũng hai bàn tay trắng. Từ đó là khi mình đã chấp nhận người chồng đó hay mình chấp nhận đứa con dâu đó thì mình xây dựng với nhau thôi, chứ không ai mà tròn vẹn hết. Nhân vô thập toàn, cũng như là người ta nói đâu có thuyết tuyệt đối, chỉ có thuyết tương đối thôi. Nên là mình cũng không tròn, không yêu cầu người ta tròn. Thì giống như nãy Quyền Linh nói, chị thì chị cũng biết tánh chị nóng. Thì chị cũng có chia sẻ, thì thật ra là chị với cả chồng cả con chị cũng đều có chia sẻ cả. Với hồi xưa chị làm công tác phụ nữ thì có người nói chị là nuôi con khỏe, dạy chồng ngoan. Dạ chồng ngoan. Dạ đúng rồi. Chị thì hai đứa con chị rất là to, mà nói chung á, nói là nói chơi như vậy nhưng mà thật ra đó là chị thì chị tánh chị rất là kiên trì. Thí dụ chị nói với ông xã chị một cái điều gì, chị muốn xin ổng hoặc là chị muốn ổng cùng ý kiến với chị, hai ý kiến, ví dụ như cho con học trường nào, trường Anh Văn rồi ở cái trường nào. Lúc đầu á là anh chồng chị cũng nóng tính nên là anh cũng nạt ngang, anh nói là không được, kinh tế gia đình chỗ này không được cho học. Nếu mà chị có một cái chiêu là như vậy, chồng mà nóng im không nói tiếp, nhưng mà không bỏ qua, ngày mai ngày kia anh đang vui vẻ gì đó nói tiếp. Đúng rồi. Nói tiếp, mà nói tiếp lần thứ hai không được hả, ngừng, lần thứ ba tiếp nữa. Mục đích của mình là gì? Mục đích là phải đạt được, phải đạt được cái điều đó, mình thấy điều đó là đúng, cho con học trường đó là đúng, đúng không? Vậy thuyết phục không được một lần, hai lần, ba lần, bốn lần thì chị thì thành công. Và tất cả đối với chị là chị thấy là cái cách đó của chị là ok. Tại vì chị nói mật ngọt thì chết ruồi mà. Chị có một con ruồi bụng rất là bự. Đúng không? Mà chị và với con chị thì chị cũng vậy. Với nó thì những cái gì mà chị nhớ sếp chị á, sếp hiện tại của chị có nói một lần với chị là chị không nhớ rõ cái lời, nhưng mà chị nhớ rằng là nếu mà chị đứng trên cao mà cái ly nước để ở dưới á, mà chị không khom người xuống, chị không thể rót được cái ly nước đó, nó sẽ đổ ra tùm lum, nên buộc chị phải khom xuống. Cái điều đó chị nhớ là cái ý thôi, chứ chị không nhớ rõ cái lời đâu, cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà với cái cách sống của chị là những cái gì hay, những cái gì người ta nói đúng, mình tiếp thu để mình làm, để mình ghi nhớ trong cái cuộc sống của mình. Thì như vậy thì cuộc sống mình nó mới thoải mái. Đó, không để bụng, không có cái gì vui vẻ. Cuộc sống mà thế nào cũng có chuyện này chuyện kia, nhưng bỏ qua để cho nó thoải mái. Và chị cũng làm kinh doanh, chị nói rằng là mình giữ cái tâm trạng mình vui vẻ thì là mình sẽ trời sẽ cho mình cái may mắn, nó sẽ đến với mình thôi. Đó. Muốn con dâu thay đổi như thế nào? Cũng như là hồi nãy nói thì chị nói vậy nè. Con dâu chị thì nếu mà nói nó hỗn láo, bản tính nó không phải là hỗn láo, nhưng mà vì cách nói của nó và nó giống, nó không được sống chung với ba mẹ, không có được sự giáo dục từ nhỏ, nên là những cái lễ giáo trong gia đình, chị nói nếp nhà giữa hai nhà. Tuy là chị với Kim nó ở quận 6, chị ở quận Bình Thạnh, tức là cùng là dân Sài Gòn nhưng mà nếp nhà thì khác nhau hẳn. Chị thì gia đình là trên hết, ăn cơm gia đình, bữa cơm gia đình rất là quan trọng. Còn Kim thì ăn cơm hàng cháo chợ nhiều hơn, thích ăn ở ngoài nhiều hơn. Nhưng mà dần dần bây giờ cái đó thì Kim đã khắc phục được rồi. Cái Kim chưa khắc phục được là cái phong cách làm việc, cái cách làm việc chị chưa ok. Đứng về mặt cấp trên chị cũng chưa hài lòng. Biết là công việc của Kim cũng đạt những cái hiệu quả nhất định, nhưng mà với cái cách làm nó chưa được nhanh nhẹn lắm, chưa đáp ứng đúng cái yêu cầu của chị. Có thể là cái yêu cầu của chị cao, nhưng Kim phải biết rằng là yêu cầu của má mà cao như vậy là để cho con tốt hơn. Nhưng đó là cơ quan, còn ở nhà chị mong muốn con dâu thay đổi thế nào? Vì nhà cũng như cơ quan, ở nhà thì trong nhà trong cửa thì Kim nó cũng không có vấn đề gì. Chị thì chị nghĩ rằng vậy nè, Làm gì làm, nói gì nói. Cho dù nói rằng là chị với con dâu, mẹ chồng nàng dâu này là một cặp mẹ chồng là không có vấn đề gì thì cũng đúng. Nhưng mà chị nói là độ tuổi khác nhau, chắc chắn sẽ có những cái vấn đề khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Vậy thì mình đừng ép nó theo mình. Mình cũng sẽ thả cho nó. Chị có những cái là biết người biết ta. Chị nói ví dụ như là đám cưới đi. Đám cưới mà Kim các em thì nó bây giờ theo trào lưu bây giờ cứ nói là đàn trai á thì phải là con trai bưng quả không. Và con trai mà muốn bưng quả không làm gì con cháu trong nhà đủ phải đi thuê. Chị thì không thuê, tính chị là không đồng ý thuê. Chị nói con trai hay con gái gì cũng được, miễn là đàn trai. Nhưng mà nếu mà cái đội hình đó là con cháu trong nhà thì má nhìn má mới thương. Con nhìn người dân nước lã má không thương, là má cảm thấy cái đám cưới má không thích. Chị biết là tụi nó không hài lòng với cái đó của chị, nhưng mà nó vẫn chiều theo chị. Điều đó làm cho chị thấy rằng là bao giờ cũng vậy, người ta chiều mình cũng phải chiều lại người ta một cái. Đó, thí dụ vậy. Nên là chị nói để cho cuộc sống mà nó tốt hơn, nhất là trong cuộc sống gia đình thì hãy đừng căng thẳng với nhau. Mỗi bên nhường một chút, vậy thôi thì nó mới dung hòa được. Mỗi bên nhường một chút. Dạ. Cô, con thấy là cô vừa là người mẹ vừa là sếp nữa, quá thân thuộc rồi, thì cô có hỗ trợ gì cho chị trong công việc lẫn trong gia đình không? Có chứ, không Kim? Thấy cô la cô rầy cũng nhiều hơn là cái đó để con dâu chị nói đi, nó mới thật ha. Nói đi Kim. Cho phép Kim nói. Cho phép nói. Khi nóng quá dữ quá nói nó sợ rồi. Đúng rồi. Em má đang cười đó em, chứ không phải là má đang la. Mà cái giọng má kỳ quá à. Giọng má hơi thấy hơi căng căng chút à. Thì má thì hỗ trợ rất là nhiều, kể cả về mặt cuộc sống hay công việc thì hầu như là cái gì má cũng xen vô một chút để hỗ trợ hết. Cái nào còn má thấy là mình thấy là được, nhưng mà má cảm thấy là như vậy là đối với con là được, nhưng mà đối với người khác hoặc đối với những cái người xung quanh đó, như vậy là nó chưa hợp lý. Thì má sẽ hướng dẫn. Em cũng mong muốn má mình thấy má bớt la lại là con mừng lắm rồi. Bớt la lại để xem chồng của Kim mong muốn thay đổi hai người thế nào nhé. Cả hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của mình bớt nóng lại, vậy thôi. Mà ra còn mong muốn thay đổi gì đó? Riêng vợ thì mình muốn là nói chuyện bớt hấp tấp, suy nghĩ kỹ trước khi nói. Còn mẹ? Má em chỉ má tôi thì tôi chỉ mong hiền lại không. Chị nói đúng không? Thấy chị thật thà không? Chị tự nhận chị dữ mà. Má hiền lại. Vợ nói suy nghĩ cho nó kỹ ha, chút xíu. Đó là mong muốn thay đổi của chồng. Một cái câu chuyện mà có thể nói mình tưởng chừng như là nó khó khăn lắm, nhưng cuối cùng nó cũng không có khó gì cả. Hai người cũng hiểu nhau, cá tính nhau, và mọi người nhường nhau chút xíu, giống như nãy chị Thủy nói hả, và Kim nói như vậy. Mong rằng cái mong muốn của con mình nó sẽ trở thành hiện thực ha. Hiền chút, dịu chút và suy nghĩ chút. Cảm ơn hai mẹ con đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Bây giờ trước mắt mọi người đó, mình hứa với má mình gì đi? Dạ, con hứa với má là con sẽ nói chuyện kỹ hơn một chút. Nhưng mà má phải hứa với con má bớt la lại. Ủa sao đặt giao kèo liền chứ phải vô nó. Em thấy không? Con dâu chị đâu. Đúng rồi. Nó muốn 1 với 1 đàng hoàng, em thấy không? Nó đâu có thua chị đâu. Gần cuối mà gây xung đột. Không, con nghĩ là vui thôi, nói vui thôi. Dạ vui thôi, đúng rồi. Thì điều đó là điều ai cũng mong muốn. Để xây dựng một gia đình hạnh phúc thì tất cả chúng ta đều phải cố gắng chứ không phải một người. Đúng không? Con ôm nhau nào. Một câu chuyện rất là đáng nhớ đấy, hai mẹ con ngày hôm nay. Và hy vọng rằng đâu đó ở trong gia đình nào đó những câu chuyện này thì mỗi người cũng sẽ có một cách giải quyết làm sao cho nó nhẹ nhàng hơn, mỗi người nhường nhau chút xíu. Chúc cả nhà mình hạnh phúc. Đây là món quà của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chúc chúng ta sẽ càng ngày càng hòa hợp và nó không có gây một cái xích mích mâu thuẫn gì nữa. Rồi, cảm ơn Quyền Linh. Bắt tay Quyền Linh cái nha. Là ông ba chồng này, ông ba vợ Bà vợ ha. Bà vợ. Mai mốt sẽ có một cái chàng rể cũng có cá tính,